Mẹ, mẹ. Mẹ à, Quy Canh, thấy mẹ con giỏi chưa? Đến hơi thở cuối cùng cũng đợi con trở về. Đợi được con trở về rồi. Mẹ, mẹ, mẹ à, mẹ à, đem gối đầu của mẹ tôi đến đây đi. Ông muốn làm gì? Gối Uyên Ương trong chỗ gối đầu của mẹ tôi. Tôi đồng ý với mẹ rồi. Để mẹ gối đầu trên gối Uyên Ương ra đi. Ở chỗ tôi. Sao lại ở... Tối hôm qua mẹ đưa cho tôi. Bà muốn tôi nói với ông, mẹ không muốn cái gối Uyên Ương này. Không thể nào. Là thật. Mẹ nói, nếu mà gối chiếc gối này vào quan tài, sớm muộn cũng bị người ta trộm mộ. Mẹ còn bảo tôi nói với ông, đem cái gối này đi đổi lấy tiền, mua pháo, mua đạn đi giết chết bọn người Nhật kia. Phải giết sạch bọn chúng. Mẹ, người mẹ tốt của con. Mẹ là người mẹ tốt của con. Mẹ, lên đường bình an. Trải qua 8 năm chiến đấu đẫm máu, cuối cùng giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Đây cũng là lần đầu tiên từ thời cận đại đến nay, dân tộc Trung Hoa toàn thắng trước sự xâm lược của giặc ngoại xâm. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Thiên Hoàng Nhật Bản đã ra chiếu thư đầu hàng trên toàn thế giới.
Lũ người Nhật đầu hàng rồi. Con trai đánh thắng rồi. Mẹ, con trai nhớ mẹ. Đại đương gia, bọn người Nhật bị đánh bại rồi. Nói với ông một tiếng để ông vui. Ông cũng phải chuyển lời tới bọn người Tam đương gia nhé, để bọn họ cùng vui. Liễu Thiên Tứ, ông già mù, ông ở bên đó sống có tốt không? Thu Hương, Xuyên Tử, chúng ta là người một nhà. Cho dù hai người làm sai cái gì, chúng ta vĩnh viễn là người nhà. Dạ, người nằm mơ chắc cũng không ngờ đến. Cha tùy tiện chỉ một nơi mà thực sự đào được gối Nguyên Ương đấy. Gối Nguyên Ương dùng đúng chỗ, thực sự có lợi ích. Đuổi được pháo đạn, đánh đuổi cho bọn người Nhật, đã đuổi bọn chúng chạy rồi, đánh thắng rồi. Triệu Tư lệnh, chúng tôi đại diện Bát Lục quân của Đảng Cộng sản cùng ngài tiếp nhận tù binh. Được, cô đi trước đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Ngưu Đán, cô phải nhận ta là cha con. Lương Phi Hổ là cha tôi. Trượng Nghĩa, bảo mấy chỉ là cha nuôi của con. Ta mới là cha ruột con. Tôi chỉ có một người cha. Không đúng. Lúc Thu Hương chết đã nói rất rõ ràng. Thu Hương là mẹ tôi, mãi mãi là như vậy. Không đúng. Thu Hương là mẹ nuôi của con. Phụng Nhi mới là mẹ ruột của con. Phụng Nhi cũng là mẹ tôi. Cả hai người đều là mẹ của tôi. Mẹ ruột là mẹ, mẹ nuôi là mẹ. Cha nuôi là cha, cha ruột là không phải là cha. Lưu Phi Hổ là cha tôi. Tôi chỉ có một người cha. Thằng ranh con này. Báo cáo, đã đưa Trương Cát An đến. Thank you.
Anh họ, cứu tôi. Cậu là thằng khốn nạn, dám cấu kết với bọn người Nhật. Ông đây chém chết cậu. Ông muốn làm gì vậy? Cái này cũng không được xen vào. Đây là việc nhà ta. Ông nên để ông ta nhận phán quyết từ nhân dân. Dẹp đi. Cậu ta là con chó ta nuôi dưỡng. Ông ấy là cha của đồng chí Trương Nhã Cầm. Ta cần biết cậu ta là cha của ai sao? Triệu Tư Lệnh, ông không thể giết ông ấy. Tôi xin ông đó. Ông ấy là cha vợ của tôi. Cái gì? Ông ấy là cha vợ của tôi. Cái thằng ranh con này, tới cả cha vợ cũng nhận rồi, cha ruột lại không chịu nhận. Chắc chắn phải đi sao? Cứng đầu. Vậy nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Ông cũng vậy nhé. Đi đi.